sao. Chào Thành Đạt nhá. Và chào bốn anh em đang xem. Em chào anh Nguyễn Thành. Chào tạm anh em xem, hôm nay em rảnh thì em làm buổi chia sẻ về xe Vision đang lổ chập chờn. Lổ gọi là vòng tua máy không ổn định. Và cộng thêm nữa là xe đi bị yếu, cộng thêm nữa bị ỉ. Thì sau anh em sẽ theo dõi xem là xe này bị làm sao nhá. Chào 15 anh em đang xem. Em chào anh Tay Cao Quốc Cường nhá, em chào Nguyễn Duy Hân và chào Đan Bình. À, anh Nguyễn Mạnh Hiệp ơi, em đang like nên là em cũng không kết, em không kết lối anh nhá. À, Đức Mạnh chào Nhân Nguyễn nhá. Chào Nguyễn Hữu Tuấn Anh. Hôm nào về Quảng Ninh chơi đi. Anh em nghe có rõ không ạ? Anh em nghe có rõ không thì comment lại cho em nhá. Tại vì ở ngoài nhà em là đường hơi ồn. Có nghe em nói gì rõ không ạ? Vâng. Ok, em chào anh Đại Lượng. Em chào anh Tay Cao Sơn Dần nhá, chào Hưng Nguyễn. À, anh Nguyễn Thanh ơi, em chia sẻ cho anh em ban bệnh là xe Vision là lổ gang ti thì lúc to lúc nhỏ. Đấy, gọi là không ổn định. Và cộng thêm nữa là xe đi bị yếu. Thì là anh em sẽ theo dõi cái thông số này xem là nó bị làm sao. Thì em cũng chia sẻ luôn cho anh em. Chào bạn Phái Xuân nhá. Rồi ok, thế xong bắt đầu em sẽ ra xe thì em sẽ chia sẻ cái ban bệnh này cho anh em. Nhanh quá. Hôm nay vèo cái anh em đã lên được rơi tầm khoảng 30 mấy người xem rồi. Thì bây giờ anh em có thể tiện tay chia sẻ cho em cái video này và thì càng tốt. Thì bây giờ em sẽ ra chia sẻ cái ban bệnh. Kim Na. Chào Nguyễn Lam nhá, chào 26 anh em đang xem. Ok, đây sẽ hướng dẫn cho anh em thông số đây. Kiên ơi, đổ máy lên cho anh Kiên ơi. Để máy lốc lỗ xuống. Đây. Từ từ để anh chuyển cam đã. Rồi ok. Và đây. Đây và dữ liệu cơ nhá anh em nhá. Đấy anh em nhìn thấy thông số ấy gì không ạ? Thứ nhất là vòng tua máy là không ổn định rồi đúng không? Đó, lúc thì 1.600, lúc thì lên 2.100. Và oxy thì đang nhạt đấy anh em này. ECM đang tối ưu phải bù lại xăng 24%. Đúng không ạ? Anh em thấy oxy nhạt không? À vâng, em chào anh Cường Hằng, em vẫn khỏe. Đấy, như này thì oxy nhạt thì đa phần anh em đoán, phán đoán là bị làm sao. Đúng ạ, oxy nhạt là anh em phán đoán bị làm sao chưa. Đấy, vòng tua máy bây giờ đang bị rồ rồi. Đấy, lúc lên 2.300, lúc thì xuống 1.600 thôi. Đấy đúng không ạ? Đấy bây giờ để xuống anh em nhìn thấy chưa? Đấy nhá, không có ai ở xe đâu nhá. Đấy bây giờ lại xuống này.
1.600 này. Nhưng mà lúc này oxy vẫn nhạt này em, anh em nhìn thấy không? Ôi sao anh tay ga xuất dần và bướm ga làm sao đâu? Anh em nhìn, anh nhìn vị trí bướm ga vẫn nằm im này. Đúng không? Anh tay ga xuất dần bảo là bướm ga đây, anh nhìn bướm ga vẫn vị trí cảm biến tay ga đây vẫn đang ở 0 độ và điện áp là 558 này. Đúng không ạ? Và đây oxy vẫn đang nhạt này, vừa nãy tối ưu lên đến 20%. Đúng không? Bù lại lượng xăng 20%, nhưng bây giờ thì nhạt xăng nhưng mà không thấy tối ưu luôn. Đúng không ạ? Anh em nhìn thấy nhạt xăng nhưng không thấy tối ưu luôn này. Đang hơi hơi bị sáng. Gì đấy? Tí nữa đang live stream giờ. Tí nữa tôi alo cho. Nhá. Đây em nhìn thấy không? Đây oxy đang nhạt này. Thì bây giờ theo Đức Mạnh ấy thì thứ nhất là oxy nhạt thì là tương đương với cả xe của ta là ít xăng đúng không? Và cộng thêm nữa là gọi là thiếu xăng đi. Đời như nhiệt cao thế, anh có một anh em kêu là nhiệt cao thế thì anh em phải hiểu rõ này. Những xe mà dùng quạt gió thì cảm biến nhiệt sẽ loanh quanh từ 100 đến 101 anh em nhá. Nó không như xe dùng nước mát đâu. Xe dùng nước mát thì đối với xe lít 110 hoặc lít 115 nhiệt độ làm việc trung bình là từ 80 cho đến 90 độ. Và SH nhập của nó sẽ là 105 độ đúng không? 105 độ chạy quạt sẽ chạy và xuống đến 95 độ quạt sẽ tắt. Còn đối với những xe mà không có nước mát thì nó gọi là dùng quạt gió thổi trực tiếp thì nhiệt độ bắt đầu là nó sẽ làm việc trong phạm vi từ 100 đến 101. Anh em vừa đấy nhìn thấy lên 108 nó lại xuống đến xuống như anh em nhìn thấy không? Lại xuống 105 này. Đúng không ạ? Thì khi mà bây giờ Tức Mạnh đấy nói lốt là như này đang bị thiếu xăng. Đúng không ạ? Oxy nhạt mà. Thì đang thiếu xăng thì anh em thứ nhất là anh em sẽ phải phân biệt ra là thiếu xăng thì anh em phải nhìn vào tất cả các tín hiệu cảm biến. Đầu tiên là cảm biến tay ga có bị vấn đề gì không? Đúng không ạ? Nhưng mà cảm biến tay ga ta là đang không có cái xê dịch gì cả. Đúng không ạ? Tại vì chúng ta chưa tăng tốc mà chúng ta bây giờ hiện tại là đang để lổ gang ti như này mà đã thiếu xăng rồi. Thì chúng ta khai thác luôn về cái vị trí cảm biến tay ga. Vị trí cảm biến tay ga ta thì anh em nhìn thấy không bị trách độ rồi, đúng không ạ? Và cộng thêm nữa là em giữ cái máy anh cảm biến nhiệt độ động cơ này thì là Đức Mạnh cũng đã vừa nói rồi, nó lại làm việc trong phạm vi 100 đến 101 đúng không ạ? Và cộng thêm nữa là anh em nhìn thấy nhiệt độ này, nhiệt độ khí nạp nhá, 40 độ này, đúng không ạ? Thì vẫn ok đúng chưa ạ? Anh em sang nữa này, còn bên này thì các cái trạng thái này anh em không quan tâm đúng không ạ? Hơi ngược sáng em đừng có ấy quá. Đây đúng không ạ? Thì bây giờ khi về chúng ta nhìn thấy là cảm biến tốt rồi đúng không anh em? Cảm biến đã tốt rồi thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta kiểm tra những cái phần do IC điều khiển, tức là gì? Bơm xăng và kim phun. Bơm xăng khi mà cảm biến đã tốt thì anh em chỉ cần kiểm tra là bơm xăng và kim phun có bị vấn đề gì không. Đây anh em nhìn lại, đây. Xem bơm xăng và kim phun có vấn đề gì không. Nếu như bơm xăng yếu đúng không? Thì có thể là oxy của chúng ta sẽ nhạt, đúng không ạ? Sẽ bị nhạt xăng. Hoặc là kim phun của chúng ta bị tắc cũng gây ra tình trạng oxy báo nhạt thì là bị thiếu xăng, đúng không anh em? Đấy thì là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo luôn áp bơm nhá, đúng không ạ? Đo luôn áp bơm xem áp bơm ra yếu không và kim phun có chuẩn không thì chúng ta mới kết luận được tiếp. Chứ như này mà chúng ta nhìn cho trên này mà chúng ta mà tự nhiên chúng ta quật luôn một phát bảo cái này bị hỏng thì không có. Đấy mà chúng ta phải phân tích từ từ. Có nghĩa là bây giờ chúng ta phân tích là cảm biến đã tốt chưa. Khi cảm biến đã tốt rồi thì chúng ta kiểm tra đến cái gì? Kiểm tra đến cái cấp cung cấp nhiên liệu trực tiếp. Thì anh em hiểu là oxy đã thấp rồi, đúng không? Cảm biến oxy đã báo thấp, tức là xe đang bị nhạt xăng, thì gọi là bị thiếu xăng. Thì thiếu xăng thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta phải kiểm tra đo áp bơm, đúng không ạ? Và kim phun. Còn nơi cảm biến tốt hết rồi thì chúng ta cần gì kiểm tra cảm biến đâu. Và cộng thêm nữa là xe thì cũng không có báo lỗi. Đây anh em nhìn, đúng không ạ? Và xe cũng không có báo lỗi gì. Đây. Thì chúng ta đi kiểm tra cảm biến làm gì đúng không ạ?
và nhiệt độ động cơ và nhiệt độ khí nạp anh em cũng vừa xem rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đo cho anh cái áp bơm đấy. Rồi, tiến hành đo cho anh cái áp bơm. Đây em nhá. Thì đầu tiên Đức Mạnh sẽ kiểm tra áp bơm này. Thì Đức Mạnh cũng nhắc lại là thường thường oxy báo nhạt, đúng không ạ? Thì là có thể là do áp bơm yếu hoặc là kim phun nó bị tắc, đúng không ạ? Ok. Đây. Để đồng hồ quay, em quay rõ cái đồng hồ ra cho anh. Úi giời, khỏe quá. Dạ. Đây anh em nhìn nhá. Giữ chặt nhá. Bóp cho chúng cái phanh hợp. Đây áp bơm này là ok đấy anh em. Đúng ạ, oxy báo nhạt thì có thể là áp bơm yếu. Đây em nhìn thấy áp bơm tốt đúng không? Đây. Tầm 2,9 cân này. Đúng chưa ạ? Và em Đức Mạnh sẽ vào lại máy cho anh em xem này. Vẫn báo nhạt xăng luôn. Đây. Anh em thấy không ạ? Vẫn báo nhạt xăng này. ECM vẫn túi 24% này. Đúng ạ? Anh em nhìn rõ không? Đấy, bây giờ anh em quan sát lại một lần nữa nhá. Là bây giờ vòng tua máy đang cao này. Nhưng tí nữa vòng tua máy sẽ xuống thấp. Mà không có ai điều chỉnh hết nhá. Đây anh em nhìn này, chỉ có cô em giữ cái đồng hồ đo áp thôi. Mà anh em vẫn nhìn thấy vẫn đang thiếu xăng này. Đấy, và bây giờ anh em sẽ lượt bỏ thêm một lần nữa. Một lượt nữa này. Là cảm biến tay ga của ta không bị trách độ cao quá này. Đúng không ạ? Và tín hiệu đầu vào tiếp theo là cái gì ạ? Là cảm biến nhiệt độ động cơ cũng không bị xê dịch quá nhiều. Đúng không ạ? Và cộng thêm nữa anh em nhìn thấy vòng tua máy tự nhiên nó xuống thấp chưa? Đấy. Và cộng thêm nữa là nhiệt độ khí nạp vẫn 42 độ nhá. Không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lốt kim. Bây giờ ta em tắt máy ra kiểm tra lốt kim phun này. Từ từ đã. Thì Đức Mạnh nhắc lại này, oxy báo nhạt thì là có trường hợp bây giờ cứ báo nhạt là chúng ta là coi là đang bị thiếu xăng, đúng không ạ? Oxy báo nhạt là đang bị thiếu xăng. Thì những trường hợp nào gây ra thiếu xăng, có thể kim phun tắc hay là áp bơm yếu cũng gây ra là oxy nhạt, đúng không? Chính xác chưa ạ? Thì bây giờ anh em nhìn áp bơm này là anh em đủ biết rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ tắt máy đi cho anh. Đấy, được chưa? Ok, bây giờ em rút áp bơm ra cho anh. Áp bơm này là ok rồi. Lổ lên mà thấy áp bơm này là ok rồi. Bây giờ em kiểm tra lốt cho anh cái kim. Không cần em ơi. Em cắm dây xăng vào, tháo lốt cho anh cái kim phun. Nhà còn kim nào không em? Để thử cho anh em xem luôn. Còn kim không? À. Ờ không thì mượn tạm con Vision này nhá, đây nhá. Đức Mạnh thấy mượn tạm con Vision này này, thì kim phun sang cho anh em xem nhá. Đúng không? Xem mà con này có đúng bị tắc kim không nhá. Anh em chịu khó chờ tí nhá. Đang cho anh em thợ tháo tạm cái kim này ra để thử cho anh em xem là con này là bơm xăng khỏe rồi mà oxy vẫn đang báo nhạt, thì xem cái tình trạng là có phải bị kim không nhá. Chào toàn thể 121 anh em đang xem. Thì Đức Mạnh cũng nói là trong thời gian chờ đợi anh em đang trong thời gian chờ đợi anh em lấy đồ của xe này sang thử cho anh em xem. Thì Đức Mạnh sẽ nói luôn, hôm nay là chủ nhật đúng không ạ? Hôm nay chủ nhật thì thứ ba Đức Mạnh sẽ chia sẻ cho anh em một cái ban nữa là về
khóa thông minh. Một ban nữa về khóa thông minh là vào tối thứ ba. Thì là khóa thông minh Smart Key đang bị tình trạng là mất tín hiệu khởi động. Đấy, thì Đức Mạnh cũng nói qua luôn là khi nào mà buổi tối thứ ba Đức Mạnh chia sẻ về khóa Smart Key đối với những dòng xe Vision này hoặc là Lead AB, là nó sẽ bị, thì nó sẽ cái SU của nó có liên quan đến mạch đề. Đấy, nhưng mà căn SU nó sẽ bị hỏng tín, cấp cái tín hiệu khởi động đến cho IC. Đấy, thì anh em dùng cách nào để đấu đỡ phải thay SU thì là tối thứ ba Đức Mạnh sẽ live stream, buổi tối thứ ba Đức Mạnh sẽ live stream cúng giờ này. Đức Mạnh sẽ live stream chia sẻ cách đấu khi mà SU bị lỗi cái mạch cấp tín hiệu khởi động cho IC, đúng không ạ? Như gọi là mạch đề đấy, cho IC. Thì là Đức Mạnh sẽ chia sẻ cách là đấu thêm linh kiện vào để cho xe của chúng ta là không phải thay SU, đúng không ạ? Nếu như những anh em nào có máy đọc lỗi ấy, thì là thay SU rất là dễ. Nhưng những anh em nào chưa va chạm ấy, thì công việc thay một cục SU rất là khó. Tại vì sao là thay một cục là nhiều khi đồng bộ, mà đồng bộ cái dòng Vision này thì nói thật với anh em là dòng Vision, dòng Lead và dòng AB là lúc mà rít dữ liệu ra mà mình đồng bộ hoặc là mình copy dữ liệu sang ấy thì nó rất hay bị lỗi dữ liệu, nên là cái đấy cũng rất nguy hiểm. Thế nhưng mà Đức Mạnh cũng hướng dẫn anh em cách, một cái cách đấu để khắc phục, đỡ phải thay SU và tiết kiệm chi phí hơn, đúng không ạ? Đây anh em nhìn thay kim này. Thế là thay kim thử cho anh em xem nhá. À, lắp vào đi em. Bỏ gioăng em, bỏ gioăng cũ ra em. À anh Đỗ Minh ơi, tối thứ ba cũng 9 giờ anh nhá. Tối thứ ba 9 giờ em live stream. Là em chia sẻ cái ban mất tín hiệu khởi động do SCU bị hỏng. Nhưng mà chúng ta đấu thêm linh kiện để khắc phục cái tình trạng đó thì là em sẽ live stream cái đấy, chia sẻ cho anh em. Mà đấu thêm cái đấy thì nó rẻ tiền mà, có gì đâu. Bắt ốc vào đi em. Bắt một ốc cũng được, đang thử cho anh em xem. Tiện nhỉ. Lấy ngay ốc bên kia, không được. Chưa? Đây nhá, anh em nhìn thấy là đã lấy kim thử vào cho anh em xem rồi đúng không? Đây. Xong chưa? Nổ máy lên cho anh đi. Yếu mình à? Yếu rồi. Yếu bình rồi. Kích bình lên đi. Yếu bình rồi. À cái các cái video em chia sẻ cho anh em toàn là lưu lại mà anh. Chứ em có xóa đi đâu mà anh Nguyễn Thanh ạ. Tất cả những video là em toàn lưu lại hết, chẳng qua là anh cứ vào cái trang của em ấy, xong rồi anh vào anh nhìn là thấy luôn. Anh Tây Ga Xuân Dần bảo đấu dơ le, đúng rồi đấu dơ le anh ạ. Nhưng mà đấu dơ le ở cái mạch khởi động đấy. Nhưng mà nó có một cái là nếu như anh đấu dơ le ấy, mà anh không chế thêm thì là nó sẽ có tình trạng là không mở được khóa. Để đi em. Bảo lỗi gì đấy? Tắt khóa đi đã. Vừa em tháo kim phun đúng không? Tắt khóa đi đã. Bật khóa chưa? Còn bảo lỗi không? Tháo hẳn ra đi. Cắm rắc rồi chưa? Rồi thì để xóa lỗi đi. Lỗi mà.
Tắt đi, tắt hẳn khóa đi. Bật khóa đây. Đây, được rồi, lỗ đi. Em tắt khóa đi, tắt khóa đi, tắt khóa đi. Rồi, được rồi, bật. Còn có lỗi không? Kim này không được rồi. Kim này lại còn bấp vào lại báo lỗi 12 này. Ôi trời ơi. Nếp kim vào lại còn báo lỗi 12 này thì ăn thua gì? À. Đây để xem còn cái kim to đó không? Để ở ngoài đi xem nào, em để ở ngoài đi. À. Sao? Để cắm vào. Cắm cái kim vào, cắm cái này vào. Đúng không? Để tắt khóa đi. Không phun xăng đâu. Vẫn ba lỗi, cắm cái kim cũ vào. Kiểm tra đây, dây này đi ai mà. Dây 12V đây có điện chưa? Đo dây này xem có điện chưa đã, cứ cắm kim làm gì. Đo dây này đi. Cái dây đen đen hoặc trắng ấy. Là điện đáp 12V đó à? Đo đây. Gãy là gãy hẳn cái đấy ra. Rồi. Thôi mày soi cho anh đi. Ôi trời ơi. Trời này. Có nguồn 12V đâu. Em cứ đi cắm lại đấy, đo đi. Sao lỗi cho kim được? Đây có điện đâu? Đúng không? Câu tạm cái điện 12V ở đây đi. Hỏi sao đề không lỗ mà báo lỗi kim phun? Đây em chờ chút nhá. Đấy, đang bảo cô em là câu đây cái đường dây điện. Này, trích luôn đấy ra, trích luôn đấy ra. Làm cho nó nhanh. Trích chưa? Làm cho nó nhanh. Không anh em chờ lại lâu. À, đoạn dây điện nào. Ôi, lên đoạn dài thế. Được rồi. Cháu. Kẹp vào đây. Đây, kẹp tạm. Lấy tạm nguồn 12V. Cho nó nhanh. Ngập vào dây vào, đúng rồi. Rồi. Câu vậy đi. Em cứ cho cái rắc kim vào phun vào đi đã. Sao ngáo thế nhở? Cho cái này đi vào đi đã. Câu nhảy xong xem hết báo lỗi chưa đã. Từ từ. Chưa? Nào, bơm chạy rồi đúng không? Hết báo lỗi chưa? Cắm vào đi. Cẩn thận không, cái dây mà anh vừa bảo câu kẹt phát ra mát à. Yêu đấy. Chưa? Bắt ốc vào đi. Cho nó nhanh. Thôi được rồi, lỗ đi. Chưa? Tê đâu rồi? Vận cho nó nhanh. Lỗ.
Đây Đức Mạnh nhá, chia sẻ anh em này vừa mới thay kim rồi nhá. Đấy, thay kim rồi anh em vẫn nhìn thấy là vẫn đang bị tối ưu bù xăng này, oxy vẫn đang nhạt này, anh em nhìn thấy không? Đấy, oxy vẫn đang nhạt và vẫn đang bù xăng này, thì chứng tỏ không phải kim rồi đúng không anh em? Đúng không ạ, như này chứng tỏ không phải kim rồi, đúng chưa anh em? Thì bây giờ là Đức Mạnh cũng chia sẻ luôn này. Thứ nhất là Đức Mạnh sẽ nói lại, trên thông số này ấy là cảm biến oxy đang nhạt xăng và ECM đang tối ưu bù nhiên liệu, đúng không ạ? Đang bù nhiên liệu do xe đang bị thiếu. Nhưng mà anh em nhìn thấy là từ đầu tiên là anh em phải xem là tất cả các cái giá trị cảm biến ở trên xe của chúng ta có bị sai lệch gì không. Khi để lỗ găng ti này, thứ nhất là một là giá trị cảm biến tay ga của ta vẫn đang ok, đứng im đúng không ạ? Không bị treo cao quá, đúng chưa ạ? Nếu mà treo cao thì nó lại ăn xăng cơ, chứ nó không có cái tình trạng thiếu. Và bây giờ anh em nhìn thấy không? Đang lỗ mà tự nhiên nó về 1600 này, và oxy vẫn đang nhạt, ECM không tối ưu nữa này. Và sang bên này là nhiệt độ khí nạp 42 độ, nhiệt độ động cơ 90 độ đúng không ạ? Thì tất cả các thông số này chúng ta vẫn bình thường. Có mỗi gì ạ? Có mỗi là thứ nhất là vòng tua máy không ổn định, thứ hai là oxy báo nhạt, đúng không ạ? Thì khi mà oxy đã báo nhạt và thời gian phun so với tiêu chuẩn ấy, thì anh em phải hiểu là thời gian phun thôi, tiêu chuẩn của nó xe này nó chỉ rơi tầm khoảng 2.1 2.2 thôi. Nhưng bây giờ nó lên đến 2.7. Đúng không ạ? Và cộng thêm nó oxy nhạt thì chứng tỏ xe đang bị thiếu xăng rồi. Thì khi mà chúng ta đã xác định là xe thiếu xăng thì chúng ta đo áp bơm và thử kim phun. Thì vừa rồi Đức Mạnh cũng đã đo áp bơm cho anh em rồi, đúng không ạ? Áp bơm 2 cân 9 3 cân, ok đúng không ạ? Và kim phun Đức Mạnh cũng đã lấy từ con xe bên này đây. Đây, úi dồi, tí ngã. Đây, Đức Mạnh cũng vừa lấy kim phun ở xe này sang thử cho anh em xem nhá, đúng không ạ? Vừa lấy ở xe này sang thử cho anh em xem thì vẫn đang bị thiếu xăng. Đây, vẫn đang bị nhạt xăng quá đây. Anh em nhìn thấy chưa ạ? Vẫn đang bị nhạt xăng đây. Oxy báo có 78mV này vẫn đang nhạt, đúng không ạ? Và kim phun cũ của nó thì đây là đang để ở trên này đây. Thì cái này khi mà anh em ấy, khi mà anh em đã kiểm tra được, đã kiểm tra được là tín hiệu đầu vào, tức là gì, các cảm biến trên xe là có thể là cảm biến tay ga này là một này, và cộng thêm nữa là cảm biến nhiệt độ động cơ, đúng không ạ? Cảm biến khí nạp. Thì những cảm biến đấy là anh em nhìn thấy là nó không có gì là sai rồi, đúng chưa ạ? Thì anh em đo đến cái những cái cơ chấp hành. Cơ chấp hành là cái gì? Ví dụ như là kim phun này. Thì bây giờ cái đầu tiên, cái chính là oxy bị nhạt. Thì là do nhạt là do đâu? Do hệ thống cung cấp nhiên liệu anh em nhé. Hệ thống cung cấp nhiên liệu gồm những cái gì? Thì gồm được có là bơm xăng, ống dẫn và kim phun. Thì anh em chỉ cần quét cho em vào đấy, nếu như kim phun tốt, bơm xăng tốt rồi đúng không ạ? Cái bơm xăng đây, bơm xăng tốt này, kim phun tốt, thì lúc đấy anh em sẽ phải nghi ngờ đến gì ạ? IC. Thì theo Đức Mạnh chia sẻ cho anh em, con này là con này đang bị IC anh em nhé. Đang bị IC là thứ nhất là nó điều khiển sai, sai thời gian phun, đúng không ạ? Và lỗ sẽ bị chập chờn. Đấy, như vừa lấy anh em thấy không? Đang lỗ 1600 tự nhiên vọt phát lại lên 2000 này. Đấy, bắt đầu lại tối ưu bù nhiên liệu tiếp. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, bây giờ lại rồ lên 2400, 2500 cơ. Đúng không ạ? Thì khi mà xe mà bị tình trạng diễn ra như này ấy thì là khách hàng đi rất là khó chịu. Tại vì có những lúc là nó không rồ ga, nhưng có lúc là loại rồ lên. Đấy, xe lao đi. Thì con này đối với Đức Mạnh cũng chia sẻ với anh em rồi, đúng không ạ? Thì con xe này Đức Mạnh chia sẻ là con này là do IC anh em nhá. Khi nhá, Đức Mạnh sẽ nhắc lại này. Một là chúng ta kiểm tra tín hiệu đầu vào. Hai là gì? Hai là khi oxy đã báo nhạt thì nó liên quan đến là hệ thống cung cấp nhiên liệu. Thì khi mà kể anh em làm chế cơ thế thôi, cung cấp nhiên liệu mà nó đang thiếu xăng
đúng không ạ? Nó đang thiếu xăng thì chúng ta phải kiểm tra về đường xăng chứ. Thì đúng nữa, xe này đang bị thiếu xăng thì chúng ta kiểm tra về đường xăng thôi. Nhưng mà anh em thấy là Đức Mạnh đã đo cho anh em nhìn là áp bơm ok, kim phun đã lấy kim phun khác cho anh em thử đấy, cho anh em tham khảo. Và con này thì anh Đức Mạnh chốt ban cho anh em là con này bị IC. Con này bị IC là do IC nó điều khiển phun xăng, và cộng thêm nữa là mạch oxy của nó bị sai, nên là nó sẽ lổ gây ra hiện tượng chập chờn. Bây giờ Đức Mạnh sẽ lấy một con IC khác. Và IC này là IC Smart Key. Và Đức Mạnh sẽ ọp mã của nó đi, thì để cắm vào luôn cho anh em nhanh. Đấy, Đức Mạnh con này là Đức Mạnh đã có sẵn này. Bây giờ em tiến hành thay con IC này vào cho anh. Đúng không? Thay IC vào cho anh. Đây anh em nhìn thay luôn nhá. Đây. Cứ từ từ thôi, không phải vội. Thì cứ phải vội vậy. Đúng rồi. Thôi cứ để đấy được em, để đấy lổ luôn được. Không sao cả. Đây bây giờ bắt đầu anh em lổ máy. Để lổ. Tụt dây đâu? Không, không. Tắt đi và lại đi. Nó chạy rồi. Dạ. Để. Xem cái rắc mà em cắm có lỏng không? Cái rắc có cái dây ở ngoài này. Đi lỏng không? Có cái đầu rắc ngoài đấy, đấy. Có bị tụt không? Nè. Xem đủ sâu, như thế là sâu rồi, cắm lại đi. Như thế là đủ sâu rồi mà. Ôi trời ơi. Ê, mày tay, thằng tay to này, mày cắm này. Ui giời ơi, cắm vẹo cả chân đi xe thì anh cũng ạ mày luôn. Đây anh em này. Bảo cu em mà cắm IC là anh em nhìn thấy là cắm một vẹo cả chân như này thì hỏi sao mà để không lổ. Đây 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 đây. Không đến lúc mày lại làm tẹo cái gãy nó chân IC đấy. Ghê thật, tay to nhỉ. Sao mà để không thấy lổ gì cả. Tay hơi to đấy. Anh em bảo rồi, cắm từ từ thôi. Sao mà làm gì đâu mà phải vội. Tại vì em biết tại sao không? Tại vì con này là nó làm gì có chân rắc định hướng chân vào. Hiểu chưa? Nên là cắm thì cắm từ từ thôi. Tại vì bình thường có con kia là nó có cái định hướng vào. Hiểu chưa? Thì em cắm như nào nó cũng được. Nhưng con này nó không có thì phải cắm từ từ thôi. Bị vào lỗi rồi. Đấy, rút rút rồi. Chỉnh lại chân đi. Cho chú cắm là một sai lầm đấy. Lệch này là lúc vào hơi khó. Để anh vào lấy cái dưỡng chân để rút vào đi. Trong kia có cái rắc IC, lấy cho anh cái rắc IC để anh chú soi vào đây. Có cái để cho đút chân vào đỡ bị lệch.
đứng xong live thì này nhìn cái này nó có cái vào chưa, nhìn chưa, nó có cái để định hướng vào những cái mà không có định hướng vào em cắm thì phải cắm lựa, nhưng vừa anh cứ băm bổ cái là chết ngay đúng không? Đây anh em nhìn nhá. Đây. Khi mà cắm IC khác vào đấy, anh em nhìn này. Tối ưu nhiên liệu giảm xăng luôn này, anh em nhìn chưa? Bây giờ bị à? Vào rồi. Đây anh nhìn thấy không ạ? Thời gian full 2.2, 2.3 rồi đấy, anh em nhìn chưa? Vòng tua máy 1.600 này. Oxy đang nhảy đều này. Và ECM tối ưu giảm xăng này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy góc 7, góc ánh lửa là ok rồi đúng không ạ? 7 độ. Đấy anh em nhìn cái thời gian full này đã ok chưa? Và oxy là nhảy đã ok chưa? Và tối ưu nhiên liệu trừ này 8% hay 6% này. Đúng quá. Thế là không còn bị thiếu xăng nữa rồi đúng không? Em nghe điện cho anh ở đấy. Nghe 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 đi. Quay điện thoại của ai đây? Đấy em thấy chưa? Đó thì ban này là bị IC anh em nhá. Đấy lên mấy cả anh em ấy, anh em cẩn thận là đấy vừa lấy là cũng là do cái chân này này. Thì anh em nhớ cho Đức Mạnh. Anh em nhớ cho Đức Mạnh nhá là khi mà anh em đã tháo cái này ra này. Tháo cái này ra để đo điện ấy thì nhớ cho cái chân dưỡng nó vào. Cái chân mà ở và trong kia lấy chú một cái rắc nữa. Trong chú kia chú còn rắc nữa đấy. Thì khi mà anh em mình mà tay nghề cứng ấy, cắm thì không sao, không bờ sợ lệch chân. Nhưng mà anh em thấy không ạ? Thấy Đức Mạnh đưa cho thợ ẩu cái là bị lệch chân IC ngay. Nên khi mà anh em nào ấy mà đã cậy ra thì bắt anh em phải cho này vào. Thì anh em nhìn ở đây này, thì các cái chân này nó sẽ có hình, có một cái hình gọi là hình từ trong này vào, càng vào trong nó càng nhỏ, gọi là nó loe. Thì là khi mà chúng ta đút vào kìa, nó hơi lệch một tí thì nó vẫn vào định tâm được cái chân này. Nhưng mà khi mà chúng ta rút ra, anh em nhìn thấy không ạ? Cầm cho anh cái rắc này. Đấy, nó sạt vào đây. Đây em nhìn thấy cái rắc này thì nó có nhiều lỗ. Đấy anh em nhìn thấy ạ? Thì khi mà không có cái chân đấy để hướng, định hướng cho cái chân IC vào ấy, thì đây là rất là bị dễ bị lệch chân. Đấy nên là vừa lấy là anh em cắm phát lệch chân luôn. Đấy là nhiều khi vừa lấy là anh em thấy là mất thời gian ở cái là Đức Mạnh là phải lắn lại chân IC đấy. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? Đấy. Thì ở trên ban này thì anh em cứ xác định cho Đức Mạnh nha. Nếu như mà theo Đức Mạnh chia sẻ cho anh em ấy, là nếu như mà tất cả cảm biến tốt rồi, đúng không ạ? Cảm biến tốt, cộng thêm nữa là bơm xăng tốt và kim tốt mà vẫn bị tình trạng là thiếu xăng như vậy thì là anh em cũng nghi ngờ một phần là IC đi. Đấy như con này là bị IC đúng không ạ? Của live stream của anh em mà toát hết cả mồ hôi. Nhắn tin là anh ấy đang live stream. Vâng thì Đức Mạnh cũng chia sẻ cái ban này đến cho anh em để cho anh em gặp. Thì nhiều khi là nhiều anh em ý chưa va vào FI nhiều thì anh em sẽ có cái tình trạng là sợ, không dám phán đoán là IC, đúng không ạ?
sợ không dám phán đoán AIC, nhưng mà cứ làm đi và tự tin lên, đúng không ạ? Cứ làm phán đoán và tự tin lên là IC. Còn đâu là Đức Mạnh cũng nói là thứ ba thì Đức Mạnh sẽ tối thứ ba tầm 9 giờ, cũng tầm này Đức Mạnh sẽ chia sẻ một cái video là về khóa smart key do con SCU mà của Lead hoặc là AB Vision hoặc Vario, là những dòng SCU đó sẽ liên quan đến cái mạch đề, tức là cái mạch để cấp tín hiệu khởi động cho IC, để cho IC nó hoạt động đề ACG, thì nó bị hỏng con cái mạch đấy ở trong con SCU. Thì Đức Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em là cách đấu không phải thay SCU. Đấy, cách đấu thì không phải thay SCU. Còn nếu ví dụ như những anh em là có máy hoặc là có đủ đồ thì là thay SCU một con thì nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Thì nó rất là đơn giản. Còn nếu như mà anh em đã không có máy mà anh em phải thay con SCU thì nhiều khi nó rất là phức tạp. Mà chỉ do mỗi lỗi cái mạch đề đấy thôi thì nó rất là phức tạp. Thì Đức Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em mà cách là đấu qua một số linh kiện để cho chúng ta là vẫn khôi phục được mạch đề và đánh thức ổ khóa trên công tắc đề vẫn được sử dụng bình thường, đúng không ạ? Thì đấy là cái Đức Mạnh muốn chia sẻ đến anh em là buổi tối thứ ba nhá. Và đây có anh em nào có câu hỏi nào đặt cho Đức Mạnh Photo không ạ? Chào tổng cộng 148 anh em đang xem. Anh em là có câu hỏi nào đặt cho Đức Mạnh không? Thì để Đức Mạnh nói chuyện với anh em tí. Vừa chưa bắt bệnh thì Đức Mạnh cũng chia sẻ rồi, đúng không ạ? Bắt bệnh nhưng chia sẻ rồi. Nhưng mà đây đang chờ là nói chuyện với anh em một tí. À em ơi, đưa cho anh một cái điện thoại. Cái điện thoại của anh ấy. Cứ bảo anh em mà có gì comment đến đây, nhưng mà máy anh có đọc được đâu. Phải có máy khác mới đọc được tin nhắn, à mới đọc được comment. Lóng quá anh em ạ. Vừa livestream một lúc mà người đang đẫm mồ hôi. Đáng lẽ cửa hàng phải có điều hòa. Ôi không có anh em nào đặt câu hỏi à? Em lấy điện thoại này ra để xem có câu hỏi nào anh em đặt cho không mà chưa thấy. Em chào anh An Phát nhá. À chào Trần Mạnh Linh. Trần Mạnh Linh và chào giáo sư. Đèn đồng hồ không sáng, không khởi động được, mất đèn còi xi nhan. À, có anh em bảo là anh ơi có một con bật khóa đồng hồ không sáng và cộng thêm nữa là không khởi động được và mất còi đèn xi nhan. Thì con đấy thường là nếu mà kể cả khóa smart key thì anh em kiểm tra cái đít ổ khóa ấy. Cái đít ổ khóa nó bị mô phe thì là khi đó anh em bật lên là không lên nguồn gì, nhưng có mỗi cái đèn hình chìa khóa ấy, ở trên mặt táp lô nó sẽ sáng, nó sẽ nhấp nháy. Thì cái đèn đấy thì là đèn nó ăn theo SCU rồi. Thì SCU ta dùng nguồn trước khóa, còn tất cả hệ thống điện trên xe ta là dùng nguồn sau khóa. Thì anh em kiểm tra đi đủ khóa thôi, đúng không ạ? Anh Long Nguyễn bảo anh đang tính lắp gì, lắp gì cho đầy cửa hàng anh. Có nghĩa là anh Nguyễn Hữu Ngộ bảo là hỏng IC thì thay rồi, có cách nào để lấy tiền IC anh ơi? Là như nào, em không hiểu cái câu hỏi của anh lắm. Thì đúng là mình nếu mà cái IC mà hỏng thì chỉ có thay, đúng không ạ? Thay nó nhanh. À anh bảo lắp điều hòa, nhưng mà cửa hàng sửa xe mình lắp rất là khó anh ạ. Nếu như lắp cho phòng khách chờ hay là lắp cho phòng kín thì không sao, nhưng mà lắp mà
cửa hàng mình làm việc hoạt động thì lắp điều hòa tốn lắm, tốn điện lắm. À, anh Phan Văn Dãnh bảo là IC là 2014 hỏng mạch cấp nguồn ở ổ khóa không cấp mát, à có nghĩa là không cấp mát cho dây le chính. Nhưng mà cái quan trọng là IC của anh còn sống không. Nếu mà như IC của anh còn sống thì anh có thể cái chân mát của dây le chính anh tiếp ra mát luôn, làm sao đâu. Tại vì có đời xe thì là sẽ là được IC dập mát, có cái có dây le thì là sẽ là mát thẳng khung mà anh. Cái quan trọng là IC của anh còn sống hay không ấy. Đấy, anh hiểu chưa? Chứ còn IC mà còn sống thì đấu thế vẫn được. Còn nếu mà IC mà đã chết rồi thì anh đấu vào thì nó chả lên được. Tại vì nhá, có cái, nếu mà IC của anh mà đã chết mạch nguồn, tức là mạch nguồn cấp cho IC, thì anh em cũng hiểu là IC nào cũng phải cần có nguồn để nuôi đó và nguồn mát. Khi mà nó bị chập ở trong IC mạch nguồn rồi thì kể cả bây giờ anh câu mát ra ngoài để cho nó sáng đèn, nó chỉ sáng được đèn táp lô thôi, nhưng mà điện FI của anh em gì có đâu. Đúng không ạ? Thì đấy là em mới bảo quan trọng là IC của em còn phải còn sống. Còn không thì anh vẫn phải sửa lại IC hoặc thay IC mới. Đúng không ạ? À, Linh bảo là cửa hàng ngắt lắp đấy. Đây cũng khoe với anh em tí là Đức Mạnh cũng vừa phải quy hoạch lại chỗ cửa hàng một tí. Đây. Đây cho anh em xem nhá, cái chỗ để đồ. Khổ, bạn Linh bạn bảo là nhìn gọn đấy. Đây. Thì đợt trước mới dọn lại. Đây. Vẫn bừa lắm. Đây này. Trên này là lọc gió, đây dây cu loa. Bừa lắm anh em, đây này, IC để trong này còn đang vứt lồng chổng luôn. Đấy. Đây là bên này khóa. Đấy. Đây này là FOV cả SU khóa. Đây là cuộn điện này. Đấy mà để vẫn bừa lắm. Còn đây là cả một lô khóa K01. Đây. Khóa này anh em, K01 hàng này là hàng mới, nhưng mà vỏ cũ. Đấy, anh em nào thích thì liên hệ. Nói chung đây, đây là toàn fork này anh em này. Đây là đồng hồ đây. Ôi bừa mà, cũng chả gọn đâu. Có anh em khen gọn nhưng mà cũng bừa lắm đây này. Không có gọn đâu. Đây. Anh em nhìn chưa? Nhiều khi làm cũng chưa có thời gian để dọn dẹp. Đấy thì Đức Mạnh cũng nói với anh em rồi là hôm nay là tối chủ nhật. Tối hôm nay chủ nhật hợp nhờ? Thì tối thứ ba Đức Mạnh sẽ live stream chia sẻ về cái ban khóa đấy. À không anh ơi, nếu như mà con IC, anh có một anh hỏi em là IC Vision thay vào thì có vấn đề gì không? Hay là có phải làm gì không? Hôm nay anh gặp một xe nhưng mà anh ấy thay không được. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nếu như mà xe khóa chìa thì IC mà đều là khóa chìa thì anh đều cầm lẫn được với nhau. Còn nếu như mà IC smart key thì bắt buộc IC đó của anh phải là IC mới. Thì anh cắm vào khóa smart key thì là IC mới đó, thì mã mới tự động từ SU đẩy sang, nó tự đồng bộ. Còn nếu như mà con IC Vision của anh mà đều hai con đều là khóa smart key nhưng mà nó là con cũ thì bắt buộc anh phải có mã để đồng bộ lại. Đấy, đồng bộ cái mã giữa IC và SU thì anh mới nổ được. Còn nếu như hôm nay anh bảo cắm vào không được thì đấy là do là anh cắm vào IC smart key. Đấy, nên là nó chưa được đồng bộ mã ECMID thì là nó sẽ không cho kích hoạt nổ anh nhá.
À anh Sơn hỏi bảo ok. Thì đấy thì em có một anh Nguyễn Hữu Ngộ bảo là anh ơi có hồi xíu hôm nay con Attila bị cháy bóng đèn em đi. Lấy bóng đèn xi nhan lắp vào. Nói chung là anh lấy cái bóng đấy lắp vào nó cũng chả có ảnh hưởng gì lớn cả. Tại vì đấy là nó chỉ là cái một cái đơn thuần là cái IC nó điều khiển mạch đèn thôi, nó chả có gì cả. Còn đâu là nếu như mà cái điện đấy là để cho đủ cái bóng của anh nó sáng thì là ok thôi. Đợt vừa rồi tháng 7 anh em làm có đông khách không anh em? Tháng 7 vừa qua xong thì tháng 7 anh em có đông khách không? Anh em tháng 7 có đông khách không anh em? Bây giờ sang tháng 8 rồi, khả năng anh em kiếm. Tháng 8 là kiếm rồi. Tháng 8 phát lộc mà, nên là anh em kiếm là đúng rồi. Em chào anh Hùng Bùi nhá. Anh Sơn bảo là đói. Đói gì đâu. Em thấy anh em ở dầm tháng 7, nhiều anh em xe máy vào dầm tháng 7 toàn làm kiếm lắm. Anh Nguyễn Hữu Ngộ bảo là bỏ quán đi ăn dầm suốt. Đúng anh ạ. Dầm tháng 7 thì thường thường là có rất nhiều gia đình làm nên thành ra là nhiều người mời. Nhưng mà cũng có lơi ấy, em thấy có lơi là ăn dầm còn to hơn cả ăn Tết. Ăn dầm tháng 7 ấy ạ. Có những lơi ăn dầm tháng 7 là to hơn cả ăn Tết đấy. Anh làm sấp mặt luôn. Đấy, thấy chưa? Em bảo là dầm tháng 7 nhiều anh em xe máy bảo là làm ăn kiếm lắm. Cũng không phải là vắng đâu. Ôi, Mạnh Linh ơi. Nướng cá dọn bể bây giờ đang là hot đấy, đang hơi bị ngon đấy. Cá dọn bể giờ ăn hơi bị ngon đấy. Vâng, em cảm ơn anh Tạ Quang Lực. Vâng, cảm ơn anh Lâm Cao. Thì anh em nào mà vào sau ấy mà chưa xem cái video vừa nãy em chia sẻ thì anh em có thể vào lại để xem lại nhá. Video em vẫn lưu mà, thì anh em có thể vào lại để xem lại cái video cho em. À em chào anh Trinh nhận được khóa chưa anh Trinh ơi? Anh Trinh nhận được fork của FUB chưa? Chào Vân Thành nhá, em chào anh Đặng Văn Tuyến. Anh Phạm Bình mà đói, anh Bình mà đói thì Hà Nội có mà chết đói. Em chào anh Vũ Phong. À anh có Hiếu Công hỏi mình là anh ơi tại sao con Gade bị quá dòng điện sạc mà xe sẽ chết máy mà IC lại không bị chết. Thì đấy là do gì? Do cái con IC ấy của chúng ta là làm việc là nếu như mà con IC đấy là trong cái hãng IA người ta làm ra là nếu như điện quá, có nghĩa là điện quá dòng sạc thì là IC nó sẽ ngắt toàn bộ điện, nó tự động nó sẽ ngắt toàn bộ điện, nó không cho nổ nữa. Thì là lúc đấy là nó không cho nổ nữa thì làm sao mà điện quá được dòng sạc nữa, đúng không anh em? Thì là nó sẽ bị chết máy.
nên là tại vì sao cái dòng IA nó làm cũng rất là thông minh. Ví dụ cái nguồn 5V ấy của anh em mà của các cảm biến ấy nó bị chạm ra mát thôi. Đấy, đơn thuần như vậy là IC nó sẽ tự động nó ngắt toàn bộ điện, tức toàn bộ cái nguồn điện 5V cấp ra cho các cảm biến. Và lúc đấy trên xe của chúng ta sẽ xuất hiện một lỗi gọi là lỗi R-1. Thì lỗi R-1 đấy thì riêng mà lỗi đã lỗi thì tức là nó đồng nghĩa với việc là IC đang chưa được kết nối với đồng hồ. Thì lúc đấy là IC nó ngắt hết nguồn rồi, đâu mà nó kết nối được với đồng hồ. Đấy, thì nên tại sao cái dòng IA nó làm là Đức Mạnh, theo Đức Mạnh thấy là nó cũng khá là thông minh và cộng thêm nữa là an toàn. Đúng không ạ? Khá là thông minh và an toàn. Anh đã đọc được câu hỏi của Ngô Đông đâu? À ok rồi, là được rồi anh ạ. À nhưng mà lúc nào anh Trinh gửi cho em cái SU mấy ở cái Ford cũ ra nhá. Ra cho em nhá. Gửi SU mấy Ford ra lại cho em. Chào Đức Còi nhá. Chờ anh tí kia nhá. Đâu rồi? Mô tô Tản Thanh, em chào anh mô tô Tản Thanh nhá. Em chào anh Phương Lưu. Anh Trinh đợt này em thấy kiếm lắm anh Trinh ạ. Đúng không? Đợt này kiếm không? Thế anh Trinh đợt này kiếm lắm. Đức Coi hôm nào cưới đấy. Đức ơi hôm nào cưới đấy để anh lên Tuyên Quang này. Đợt này bảo Trung Thu anh em ở Tuyên Quang bảo lên nhưng mà đang phải tính. Vâng, em chào anh mô tô Tản Thanh. Ok, tại vì anh Nguyễn Thanh ơi, xe Vespa 3 em chia sẻ cũng rất nhiều. Đấy, thì nhưng mà nếu mà anh em thích là chia sẻ lại xe Vespa 3 thì em vẫn chia sẻ lại thôi, thì đâu. Xe Vespa 3 thì em chia sẻ cũng khá nhiều, nhưng mà anh em thích chia sẻ lại về Vespa 3 em sẽ chia sẻ lại. Không sao cả. Tại vì em cũng chỉ ngại cái là vấn đề là như này này. Làm một cái chương trình live stream cho anh em. Mà cái chương trình mà Vespa 3 em đã làm rồi mà tự nhiên bây giờ em lại đi làm lại. Tự nhiên là em thấy là nhiều khi là sợ anh em lại không thấy thích. Đấy thì là em lý do tại sao em không làm. Nhưng mà nếu mà anh em mà thích thì là em sẽ chia sẻ tiếp về Vespa 3 thôi, gì đâu. Và em chào anh Tráng Dương nhá. À chào Tôm nhá. Ừ anh đang live stream mà, đang live stream chia sẻ anh em mới ngồi nói chuyện với anh em tí. Và chào Vi Hùng nhá. Đấy thì không, thì thứ ba là Đức Mạnh sẽ chia sẻ, Đức Mạnh sẽ nhắc lại này. Là những anh em vào sau thì Đức Mạnh sẽ chia, Đức nhắc lại là Đức Mạnh sẽ chia sẻ cho anh em buổi tối thứ ba tầm 9 giờ. Đức Mạnh sẽ chia sẻ một về cái ban là SU về khóa Suzuki. Đấy. Cái mạch đề trong SU mà hai rắc này là của Lee. Cái xe mà có SU như này và không có Suzuki thì mạch đề sẽ liên quan đến con SU này. Nhưng nếu như mà cái mạch đề của ta mà bị trong SU cấp cho IC ấy, thì nó mà bị hỏng thì chúng ta có cách nào đấu để không phải thay SU này mà vẫn hoạt động được bình thường. Thì tối thứ ba Đức Mạnh sẽ chia sẻ, thứ nhất là về lý thuyết cái mạch điện ở trong con SU này nó đi mạch đề như thế nào. Cái thứ hai là cách khắc phục. Đấy đúng không? Cái thứ hai là cách khắc phục cái mạch đề này. Đúng không ạ? Thì mong anh em tối thứ ba thì đón xem cái buổi live stream của Đức Mạnh Mô Tô. Đúng không ạ? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà sau cái chương trình đấy mà anh em thích làm về Piaggio thì anh em cứ đề xuất lên đây, Đức Mạnh sẽ là chia sẻ video về Piaggio. Thì bây giờ anh em thích Đức Mạnh chia sẻ về Piaggio hay chia sẻ về dòng xe gì?
Chào Nguyễn Tuấn nhá. Chào Nguyễn Tuấn và chào em, chào anh Hoàng Anh nhá. Hoàng Oanh chứ, anh lại Hoàng Oanh. Ôi giời. Chào Tiến Biker. Tiến mở cửa hàng nhé em ơi. Hôm nào về, hôm nào anh về Hoàng Mai Nghệ An chơi đấy nhá. Hôm nào anh về Hoàng Mai Nghệ An chơi nhá. Có đón không? Tiến có đón không Tiến? Vâng, em cảm ơn anh Motor Âm Thanh. Vẫn chưa mở cửa hàng cơ à? Thế thôi, thế buổi hôm nay thì đến đây Đức Mạnh cảm ơn tất cả những anh em đã xem buổi live stream ngày hôm nay. Đấy thì Đức Mạnh cũng nói là đến buổi sau thì Đức Mạnh sẽ chia sẻ thêm về cái mạch đề liên quan đến SCU của dòng đề, của dòng khóa Smartkey. Đấy thì nếu như anh em nào vào sau hoặc chưa đăng ký kênh thì có thể là vào thích trang hoặc là theo dõi cái trang Đức Mạnh Moto, trung tâm Đức Mạnh Moto đấy, thì anh em sẽ ấn vào theo dõi. Thì là nếu như mà có video nào sẽ lúc nào Đức Mạnh live stream thì anh em sẽ nhận được thông báo và vào xem cho dễ. Chứ như nhiều khi là chia sẻ xong mãi sau anh em vào thì là cái buổi chia sẻ nó cũng qua được một lửa rồi. Nên nhiều khi là anh em xem như thế là cũng hơi khó. Thì đâu thì anh em có thể là vào thích trang, ấn thích trang. Thì lúc nào có cái buổi live stream chia sẻ ban bệnh nào thì sẽ báo lên cho anh em. Ok ok anh Thư Trần nhá. Em đang live stream dở, tí nữa em gọi điện lại cho anh. Mình anh Minh Công Trần ơi, thì lúc nào em về thì em sẽ alo cho anh gì đâu. Thì em về khu em Tiến ở Hoàng Mai mà, ở chỗ khách sạn Mường Thanh Hoàng Mai Nghệ An ấy. Ok anh Hoàng Anh nhá, thế để em sau cái buổi live stream về khóa Smartkey liên quan đến mạch đề thì em sẽ chia sẻ cho anh em về kiến thức về piezo tiếp. Ok không ạ? Chỉ sợ chia sẻ anh em lại bảo là chia sẻ lại cái cũ nên là thành ra cũng chả dám làm. Còn anh em đã bảo làm thì Đức Mạnh sẽ làm lại thôi, gì đâu. Ok anh Nguyễn Thanh, thế tí nữa em tag anh vào cái đấy. Những cái video mà anh thích xem lại ấy, thì em sẽ tag vào cho anh. Có gì đâu. Em chào anh Trương Sơn Hứng nhá. Chào Tú Đào nhá. Chào Kali à. Anh Kali xe máy Kim Định, em chào anh máy Kim Định và chào Lê Tiến. Và em cảm ơn toàn thể anh em đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay của Đức Mạnh Moto. Và hẹn anh em vào buổi tối thứ ba nhé. Buổi tối thứ ba tuần sau. Hôm nay là chủ nhật rồi thì là ngày kia đấy. Tức là ngày kia Đức Mạnh sẽ lên live stream chia sẻ. Thì Đức Mạnh cũng xin nhắc lại là chia sẻ về khóa Smartkey liên quan đến mạch đề. Đấy, tại vì những xe mà Lead, AB Vision và Vario thì mạch đề sẽ liên quan đến cục SCU điều khiển ổ khóa. Đấy thì là Đức Mạnh sẽ chia sẻ cái ban đó khi mà bị mất tín hiệu khởi động, tức là để khởi động đề đấy mà do SCU bị hỏng thì có cách nào đấu khắc phục không, đỡ phải thay SCU, thì Đức Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em, đúng không ạ? Còn đâu là đến buổi hôm nay thì Đức Mạnh cũng cảm ơn tất cả anh em đã xem buổi live stream ngày hôm nay và chúc anh em là ngày mai tuần mới thì là thật đông khách và kiếm thật nhiều tiền, đúng không ạ? Ok em chào, cảm ơn anh Nguyễn Quang Huy nhá. Em chào anh Thanh Phương xe máy.
Ok anh Minh Công Trần, giờ em sẽ tăng anh vào nhá. Chào Đạt Tiger và chào Sơn Nguyễn. Và chào toàn thể anh em đang xem livestream. Cảm ơn tất cả anh em.